Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Khánh Nhi Cây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách chế micro cài áo trên các thiết bị như điện thoại rồi là các máy ảnh. Ở đây mình đã có một cái mình sẽ lấy này cho bạn xem. Mình đã chuẩn bị một cái tai nghe như thế này để mình cắt ra. Đây mình đã cắt ra rồi các bạn. Mình để cắt ra như thế này. Đây. Của tai nghe của Oppo các bạn ạ. Đây. Đây. Tai nghe của Oppo luôn. Máy Oppo của mình đã cắt ra. Đây, đây là các bạn nhớ phải có 3 vạch như thế này. Đây, mình đã cắt ra như thế này. Để chế được cái micro này thì các bạn phải mua cho mình hai cái dụng cụ như sau. Thứ nhất là các bạn vào trên các bạn lên trên Lazada và mua cho mình cái bóng như thế này. Và thứ hai là một cái kẹp như thế này. Đây các bạn. Là cần hai cái này để chúng ta làm cái chế cái micro. Bộ này là mục đích của nó là cái bóng này là nó lọc âm. Cần có hai cái thứ này. Đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế cho các bạn xem. Đây chính là cái tai nghe mình đã cắt ra từ chiếc tai phone thường ngày của mình dùng. Và mình sẽ cắt ra để chế cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chế cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ đút vào cái bông này. Đây. Vậy là nó đã thành một cái micro cài áo rất là đẹp. Và tiếp theo là chúng ta cho vào cái kẹp này để chúng ta kẹp vào cổ áo. Đây. Như vậy là đã trở thành một cái mic cài áo rất là đẹp. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ dùng keo 502 để mình dán cái bông này cho nó cố định. Sau đó mình sẽ test cho các bạn xem cái chất lượng nó phù hợp như thế nào.
Alo, 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 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi mình sẽ cài vào đây và mình sẽ nói chuyện. Rồi, mình sẽ trò chuyện và các bạn cho ý kiến sau khi mình cài cái mic này và xem các bạn thấy cái giọng nói của mình nó có tốt không, nó có thu âm được tốt không. Thì bạn này cho ý kiến, quan hệ comment, góp ý ở dưới video. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy video của mình chia sẻ hay, bổ ích thì hãy cho mình một nút đăng ký, like, share để mình có động lực cho ra những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.